tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Em biết là cô ấy chưa có gia đình, chắc chắn là như vậy. Và kính thưa quý vị, đến với Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi. Họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp và sau ít phút trò chuyện họ sẽ được cùng nhau thưởng thức những món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Coco Echibanya. Và bây giờ thì bạn nữ đã ngồi đây rồi, bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn trai vào quý vị nhé. Hãy chờ đợi trong giây lát. Rồi, ghế đây, ngồi xuống. Hai bạn có thể gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên là phần giới thiệu về bản thân. Em gái giới thiệu trước. À, dạ, em tên là Anh Quỳnh, năm nay em 30 tuổi. Hiện em là đang là nhân viên kế toán. Quê em ở miền Trung chị. Miền em Trung. Ở Hà Tĩnh. Em vào từ hồi năm 2006 á chị. Lúc đó em vào đi học đại học tới giờ. Ừ, ở đây cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Rồi, còn bạn trai. À, em tên là Lê Trung Tới, quê Thanh Hóa. Em lên Bình Dương sống thì từ năm 2006 rồi. Em đang sửa điện thoại di động và bán. Tiệm của mình hay là mình đang làm cho công ty nào hay làm riêng cho người ta? Dạ, em tự mở cửa hàng. Coi như là chủ tiệm nhỏ nhỏ phải dạ, không? Dạ, dạ. Mình sửa thôi, mình có bán không mà là mình chỉ sửa chữa thôi. Trước đây có bán ạ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng bán nhưng mà nó không chạy được như ngày xưa. Giờ mình... chủ yếu là sửa chữa. Dạ, dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn là gì? Mời bạn gái nói chuyện đây chú đi. Điểm yếu của em thì tính em là hay càm ràm, hay nói nhiều lắm nên là mọi người hay nói em là giống như là bà cụ non vậy á. Có ai nhờ gì đó mà tay á thì em vẫn làm á, nhưng mà miệng em cũng vẫn ráng nói một câu vậy đó. Nhờ gì suốt ngày, nhờ hoài không tự làm đi phải không? Dạ. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là người mà biết, nói chung là cũng lo lắng cho gia đình, sống tình cảm. Nói chung là ai mà có việc gì mà muốn nhờ em thì em đều sẵn lòng giúp đỡ chị. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì cũng có, ví dụ như biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình, cũng tình cảm, làm được nhiều công việc tay chân lắm. Công việc tay chân là công việc gì anh ơi? Có thể sửa xe này, thậm chí những cái không biết, ví dụ như loa đài tivi mà nếu hư mình cũng không biết nhưng vẫn mở ra làm được. Sửa chữa điện tử, sửa chữa được những cái lặt vặt trong gia đình, đỡ tốn tiền kêu thợ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà bình thường thôi, không bao giờ đập đồ đâu. Em hay cả nể, cho nên em thích một bạn gái là phải quyết đoán này. Những cái gì mà khuyết điểm của em thì bạn gái nó bù đắp được thì đó là tốt quá. Trời ơi, đâu ra trời sinh đâu ra có người để bù đắp khuyết điểm cho em. Thế thì trước giờ em mang mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Mối tình thứ hai của em là quen bạn ấy cũng khá lâu đó, 5 năm chị. Ờ, 5 năm sao chia tay, 5 năm phải cưới luôn chứ. Thứ nhất là tụi em không được hợp này. Nữa. Cộng. Đâu vô người ta quen ta hỏi tuổi trước đi. Bạn ấy lại có một, thứ nhất là có gia đình và có một em bé nữa đấy. Mình thích thì có thích thật, nhưng mà mình muốn một người nó họ còn độc thân á thì tốt hơn. Nếu vậy thì từ đầu mình quen mình biết vậy rồi mình quen nha, người ta làm chi? Quen nhưng mà sau này bạn gái với nói ấy, theo lâu quá đấy, có thể là họ cảm nhận được cho nên họ chủ động họ chia tay. Tự nhiên theo lâu quá cảm nhận chia tay sao thôi, chuyện tình của em rối quá. Em là không có quyết đoán nè. Đúng rồi ạ. Đó, mình cứ làm gì mình chần chừ nè, tới là tới, lui là lui. Ví dụ thấy không được mình rút lui, mình tìm mối khác cho nó nhanh. Chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới? Nhanh nhất có thể chị ạ. 2 tháng. Trên 3 tháng. Trên 3 tháng. Bây giờ tình duyên của em thì sao? Em thì cũng quen được nhiều người á chị. Nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Nên em mới nói là 2 tháng là phải cưới. Rồi 2 tháng. Em cũng quen hồi mà em đi học đại học. Đang lúc tình cảm em cảm thấy là đang rất vui. Okay. Dạ. Tự nhiên nhắn tin cho em nói là anh chị xem em như em gái thôi nha. Khoảng 5 năm sau đó là em không quen ai nữa. Cô này cũng thuộc loại chung tình nè. Thì em cũng quen vài người chị. Không biết sao á, cứ khoảng gần 2 tháng em ơi mình không hợp tuổi, chia tay nha. Cũng tuổi nữa hả? Dạ đúng rồi, nên em nghe anh Minh nó nói được tuổi em cũng sợ quá. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng em đặt ra là như thế nào? Gặp em cảm thấy có cảm tình thì em quen thôi. Đặc biệt là biết quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình là được rồi. Cũng dễ dãi quá ha. Bên đây sao? Mà thích có bạn gái, vì mình đen cho nên thích bạn gái trắng một chút xíu thì rồi, thích có hơn trắng. À, có da có thịt. Em nuôi, em phải vỗ béo. Dạ, cái đó không quan trọng chị ạ. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, cái gì cũng tự mình quyết hết. Thì em không có thích thôi chị. Em đoán thử người bạn trai bên kia trái tim của em là như thế nào? Cũng một người đảm đang, nghe nói là nấu ăn đồ biết hết là chắc là đảm đang rồi. Ghê quá. Em nghĩ là chắc anh này cũng không có mập đâu, gầy. Thế còn em tưởng tượng cổ như thế nào? Chắc hơi gầy một xíu. Hơi gầy. Tóc đen và dài, là người phụ nữ truyền thống. Có đem hình cho đối phương xem đúng không? Giờ đưa thử, đoán thử coi. Rồi đoán đi em, cổ là ai?
đứng giữa. Oh, anh ấy là ai? Chắc em phải dạy luôn chứ không nhẽ em cho. Chị phải giữ cái tấm này lại chứ. Cảm nhận hay quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ test lại xem cái sự chọn lựa của mình, suy đoán mình có đúng hay không nha. Đó. Vậy là anh không có giống như em suy nghĩ đúng vậy, không? Vậy em anh hơi mập. Vậy em thôi em suy nghĩ. Mập là tốt hay sao không tốt? Mập dù sao cũng tốt hơn là gầy ạ. Sao cô ấy có gầy quá không? Em nghĩ vậy là đẹp rồi. Bạn gái rất dễ thương rồi. Cổ có hai đứa con rồi đó nha. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Anh khuyết điểm của em chính là hai cả nỉ. Tôi hỏi vô câu hỏi chính kìa. Con đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi rồi kìa, nuôi nè. Em biết là cô ấy chưa có gia đình. Sao biết? Em chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Nhưng mà dạ, tới giờ ăn trưa rồi. Em chưa đói mà chị đói rồi. Dạ. Kêu đồ ăn đi. Dạ. Để mình vừa ăn rồi mình trong thời gian mình chờ đợi đồ ăn ra mình còn tâm sự nữa được không? Dạ được rồi chị. Rồi đây là thực đơn của nhà hàng Coco Ichiban nha. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Em chọn món cà ri chim rau củ. Còn em? Dạ rồi em chọn món này. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi ok, chị sẽ order đồ ăn giùm cho hai bạn nha. Không biết em cảm nhận sao nhưng mà chị tưởng thấy mặt anh này hơi khó đó nha. Anh bảo đảm với em nếu như em được gặp gia đình anh, họ không ai ghét anh và cũng không ai chê thương được anh. Không ai chê được anh cái gì hết. Về tình yêu á thì em phải thông cảm cho anh. Thứ nhất là thời gian đi chơi thì có anh nó hơi lệch so với mọi người. Nhiều lúc bạn gái cứ muốn đi chơi lúc 6:30 7 giờ nhưng thực tế cái lúc đó là với là giờ cao điểm của em chị ạ. Thế em đi chơi mấy giờ? Mấy giờ này thì được anh? 8 giờ 9 giờ cũng được. Cộng thêm cái là em hay đi buổi trưa, em toàn đi mua đồ, người ta buổi trưa người ta được nghỉ được thế này thế nọ. Đi hẹn họ ăn trưa nè, ăn trưa nay nè. Không sao, buổi trưa thì em cũng ở cơ quan, em đâu có về nhà đâu. Anh này ghê lắm. Nhớ ảnh cái công việc của anh là gì không? Dạ sửa chữa điện thoại. Em có đừng bao giờ có ý định đưa điện thoại cho anh sửa nha. Ảnh rớ vô là anh cài định vị là em làm gì là anh biết hết luôn, em thấy sợ không? Dạ không sao, em có thể cho mật khẩu luôn cũng được, không sao hết. Thiệt không? Thiệt. Nãy giờ gặp nhau có quà sao không tặng? Trời ơi, đợi nhắc nữa, thiệt tình luôn á. Này à. Rồi em cảm ơn anh. Bây giờ đồ ăn sẽ chuẩn bị được dọn lên cho hai bạn. Thế em đã ăn cà ri Nhật Bản lần nào chưa? Em chỉ ăn cà ri nhà em nấu thôi. Cà em nhà em nấu là cà ri như thế nào? Em thấy em mua cái gói cà ri về, người ta cứ ghi là cà ri Ấn Độ. Nghe anh nói là anh biết nấu ăn, chắc là anh có biết cà ri nguồn gốc ở đâu anh biết không? Anh hồi anh ở sống ở miền Tây á, hầu như các đám tiệc á họ đều có món cà ri bánh mì. Đúng rồi. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa có biết cà ri có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay không? Nếu ai biết xin trả lời cho Cát Tường biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin mời món cà ri được dọn lên. Nghe mùi thơm chưa? Ăn đi ăn đi. Nói cho Tường nghe cái coi cho Tường biết coi nó ngon không nè. Em mời chị Tường. Em ăn đi. Em nói ngon cái chị ra chị order liền nè. Dạ. Hơi cay cay, béo, ngọt. Còn em? Cay thì em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy nó chua, chắc là cái này vị của cà chua. Chúc hai bạn thưởng thức món ăn vui vẻ, vừa ăn có thể vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa rồi chị Tường sẽ quay lại ha để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Ăn dạ. Đi cho tự nhiên. Anh đi em. Dạ, rồi. Anh biết sao em hỏi anh nguồn gốc món cà ri không? Em nói đi. Là em có nghe được là cà ri là cái món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản. Nguồn gốc của nó chắc ở Nhật Bản này. Anh về coi lại thử có đúng không nha. Cho anh hỏi là hai bác khỏe chứ? Vì cha mẹ em thì còn đi làm. Anh rất thích. Thực tế là anh không còn bố mẹ đấy. Cho nên là anh thích bạn gái còn bố mẹ để mình còn có chỗ mà mình đi mình về chứ. Có thể là anh với em tiến tới xa hơn á. Anh muốn về Bình Dương hay là muốn về Đồng Nai? Đất lành chim đậu em. Ở đâu làm ăn dễ mình sẽ ở. Anh có cửa hàng riêng hay anh đúng đi rồi làm? Anh mở cái hiệu riêng em. Kỳ này là anh phải cố gắng, nếu mà anh thấy mục tiêu là phải quyết tâm. Trước thì anh không suy nghĩ đến, mình cứ nghĩ là mình làm một mình được, mình không cần đến người giúp đỡ. Nhưng mà thực tế là nhiều người lớn á
Người lớn là rất muốn là mình có vợ để giúp. Rồi mình tâm sự tới đâu rồi? Bây giờ mình đã chốt hạ được cái gì chưa? Mình cảm thấy mình hợp nhau được bao nhiêu phần trăm rồi? Bạn gái rất dễ thương nhưng em thích rồi. Chừng nào đám cưới? Nhanh nhất có thể. Anh cũng không muốn nó kéo dài quá nữa đâu. Và trước khi đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay là chúng ta quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Thì tôi muốn hỏi lại một lần nữa, hai bạn hiện tại đang cảm thấy trong người mình như thế nào? Em thấy tim cũng đập loạn nhịp đấy. Mình đã sẵn sàng chưa? Dạ. Quyết chí chưa? Dạ. Mình đã đến chương trình này rồi là mình phải quyết tâm cao độ. Đâu, hồi trước em cũng vậy mà em chưa quyết tâm em mới gãy gánh mấy lần. Thế đó. Cho nên hồi nãy chị Tường cứ chửi em đấy. Trời, tôi chửi nào trời? Hồi gieo tiếng ác cho tôi dễ sợ. Không, hồi nãy cô nói nặng. Cái đó là nhận xét chứ đó, dạ, mình gọi là rồi. Chửi hả? Hãy đặt tay lên nút bấm đi. Bấm nút hay không là quyền của bạn. Hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Xin mời hai em bước ra đây. Rồi, nắm tay nhau và hôn nhau đi. Trời ơi, bẻ muốn quẹo cái má người ta luôn, rất là quyết liệt. Đúng rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rồi muốn đi chơi đâu đó. Cảm ơn chị, thoải mái. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.